Ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh. Căn nhà trên xây 4 tầng và 1 trệt, có diện tích 516m2. Mỗi tầng ngăn từ 25 đến 30 hộp ngủ, diện tích mỗi hộp 2 đến 4m2, cao 1,6m, và với tổng 4 tầng là 125 hộp ngủ. Mỗi hộp ngủ được thiết kế bằng nhôm, xếp chồng lên nhau, vừa đủ để trải nệm, máy quạt, kệ sách vở và chỉ đủ để một người thuê. Sử dụng vào mục đích ngủ, qua kiểm tra 9 hộp ngủ, lực lượng chức năng phát hiện 2 người chưa khai báo cư trú. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nơi này tăng diện tích sàn nhà tầng 1 khoảng 4m2, phát sinh ban công tầng 2, tầng 3 khoảng 8,8m2 nên đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh xử lý theo quy định. Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó phòng PC07 cho biết, đây là loại hình nhà ở ngăn phòng cho thuê nhưng với mô hình mới là dạng hộp ngủ, diện tích nhỏ để phục vụ người lao động, sinh viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cảm thấy khá lo lắng với loại hình ngăn phòng cho thuê kiểu này bởi vì mỗi hộp ngủ quá nhỏ, không đảm bảo diện tích và công tác phòng cháy,